Không khí rộn ràng, gặp cờ hoa, tiễn thanh niên nhập ngũ là hình ảnh ghi nhận được tại Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao huyện Long Điền vào sáng nay. Đợt tuyển quân năm nay, huyện Long Điền được tỉnh giao chỉ tiêu gọi 178 thanh niên nhập ngũ, trong đó giao cho Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh 30 thanh niên, Tiểu đoàn Vệ binh 180 2 thanh niên, Bộ Tư lệnh Hải quân 90 thanh niên, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng 35 thanh niên và 21 thanh niên giao cho Bộ Công an. Theo đánh giá của Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện, chất lượng tuyển quân năm nay đảm bảo về cả số lượng và chất lượng. Trình độ văn hóa tân binh tốt nghiệp đại học cao đẳng, trung học chuyên nghiệp đạt 30%. Trung học phổ thông chiếm trên 60%, có 7 tân binh là đảng viên,